ơi, mấy bữa nay thời tiết mưa bão quá, tôi không có dám đi xe nên thôi lấy cái xuồng chèo qua Bến Tre cho nó lẹ. Ai mà có về đâu nhãn Tú đi đường nước ngược, bơi thấy bà nội luôn vậy đó. Bơi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới Bến Tre, nấu số Thái phụ với Tú nào mọi người nhớ đón xem phiên live của Huyền vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 9 nha. Tới công chuyện kỳ này là tôi đột nhập tận nơi luôn. Rồi ở đây có ai bị cái tình trạng giống như Huyền không? Để kể cho nghe thử coi phải không nha. Mới đầu thấy cái chai sốt của bà kiểu mình suy nghĩ chắc nó cũng bình thường thôi. Mà không ngờ ăn vô là nó dính nha mấy bà. Nó ngon trộn chân gà ăn một cái là nhức nách. Biết sao ngon không đây nè, nhìn nguyên liệu của người ta làm nè, đồ xịn sò không đó mấy bà. Tươi ngon mà sạch sẽ vi diệu lắm nha. Mọi người nhìn qua hình ảnh những chiếc clip của Tú á là mọi người cũng biết là cái bà này bà khéo với là bà giỏi cỡ nào rồi. Thì bây giờ cái nước sốt bà làm ra bán cho mọi người là bà cũng tỉ mỉ chu đáo rồi ngon y chang vậy đó. Nấu sốt Thái từng chai mà bà nấu thủ công nha. Nói chung là chị em của tụi mình ở miền Tây mà, với lại cũng có cái niềm đam mê nấu ăn nữa, rồi thừa hưởng cái gen từ ông bà cha mẹ rồi đó. Cho nên là buôn bán cũng bắt đầu từ những cái điều đơn giản nhất. Ta nói nấu nướng khuấy hay là này kia rồi là truyền thống hết, tất cả không có máy móc gì hết trơn á. Một ngày là bà nấu mấy thùng chà bá nện vậy đó mọi người. Trời ơi, Tú nó cũng tâm sự: chị ơi, không phải mà em làm mà em than, chứ thật sự là làm cái này nó cũng rất là cực. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu là mình phải tỉ mỉ chu đáo nè, rồi làm thủ công nữa mình phải kỹ hơn. Đất cơ xuất phát điểm của chị cũng như em cho nên chị hiểu mà. Thôi gán đi cưng ơi. Nói chung á là trộm vía trời cũng thương cho hai chị em mình được cái nghề nấu nướng này nè. Thì thôi mình cùng nhau cố gắng vì tương lai ha. Đây nè, để nấu được một mẻ như vậy á, lạng Tú nó phải bỏ ra mất nửa ngày trời. Có khi là nấu từ sáng cho tới khuya tối luôn mới đủ cái sản lượng mà cung cấp cho mọi người đó. Cái sốt này á, Tú nó nấu kỹ dữ lắm cho nên á là nó rất là kẹo, thành ra mọi người trộn nó rất là đậm đà. Kiểm chứng được sốt Thái nhà Tú Tú nấu nó có đậm đặc hay là không á, thì bây giờ mình sẽ kiểm chứng tại nơi tại chỗ cho mọi người xem luôn nha. Cái sốt này là cái sốt vừa mới nấu ra đó, mọi người xem cái chất của nó nè, đó rất là đậm đặc luôn. Nhưng mà mọi người nhìn nè nha, thấy không, là chứng minh được là cái sốt này nó rất là đặc nha mọi người. Mình xài mình trộn nó rất là thấm luôn. Rồi bây giờ cái giây phút mà tôi đợi chờ nhất đã tới rồi nè. Chân gà với lại cóc xòi thì Tú nó cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Nói chung mọi người mua cái chai sốt này về á, chuẩn bị nguyên liệu là chân gà hay là gân bò gì cũng được, hoặc là ba tê của nhà Huyền cũng trộn được luôn nha. Xong rồi mình cho cóc xòi, rau răm, tắc xả vô cho nó thơm thêm. Một chai sốt như vậy là mình sẽ trộn được tầm 1 ký đến 1 ký rưỡi nguyên liệu á. Trộn xong đều lên là có thể dùng được ngay luôn, không có cần đợi 1-2 tiếng cho thấm gì hết trơn á. 2 ngàn chai sốt Thái đã sẵn sàng trong livestream của chị Huyền My rồi. Bà nào mà là tín đồ mê ăn chân gà sốt Thái như Huyền thì tranh thủ xem livestream để mua nha cả nhà ơi.